mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại một hành trình đi chinh phục tất cả những thử thách của chương trình ở đây. Nhưng có vẻ may mắn chỉ thuộc về chế Nguyễn Quỳnh Châu với chiến thắng cao nhất là 10 triệu đồng. Không. Chị đòi, chị bắt. Anh ơi, anh chơi thua mấy vòng em không thèm chấp thì thôi, nhẽ ra anh phải âm tiền bù tiền cho mọi thôi, người. Thôi, chia bao nhiêu thì về tự tính. Nhưng đội nhà mình rất tiếc là chúng ta đã thua quá nhiều trận, mình không có cơ hội bước vào vòng đặc biệt, các bạn phải dừng chân tại đây. Thật ra cái thua thắng không quan trọng bằng những cái tiếng cười mà mọi người đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Quá nhiều quá đáng yêu luôn, và đây là kỷ niệm chương. Cái này là kỷ niệm chương tặng hả? Ờ, tặng. Thật sự chưa bao giờ gặp cái kỷ niệm chương nào mà nhục như kỷ niệm chương này mọi người. Sao vậy? Đúng rồi, chương trình này nhiều người ta được thắng và chơi hoặc là vô vòng thi đặc biệt á, thì người ta mới có kỷ niệm chương để có gì là khích lệ. Vậy thì nếu như em đã nói như vậy, bên đây người ta vinh dự, người ta thắng 10 triệu kèm thôi một chiếc cúp của chương trình. À. Cho anh mỗi bạn một cảm xúc cá nhân riêng đi, để mình khép lại chương trình ngày hôm nay một cách trọn vẹn hơn. Dạ, 12 triệu. Hết rồi. Hết rồi hả? Hết thua. Tuyệt vời. Nói nhiều. Xúc tích, mời hãy vote. Đến em thì em vui luôn, không hãy nói nhiều nữa thua. Không cho em nói đi, em lấy rồi. Vậy hả? Nó rồi vẫn thảo tháo tới giây phút cuối cùng vậy. Tại anh Triều chơi thua ấy. Em thì thực sự là ngày hôm nay đến đây thì cũng như chị Mèo nói là tiền bạc hay là giải thưởng với em cũng không quan trọng thiệt luôn. Là em được quay lại đây là một niềm vui và một niềm vinh dự của em rồi, cho nên là em sẽ không nhận bất cứ một đồng thưởng nào em để hay. Em muốn cũng không có. Tại vì người ta không em đâu có thắng cho đâu. Em. Đúng. Không thắng. Chị đồng đội buồn cười đó em. Thấy sai, em biết thế em không nói. Nè, mình không đọc. Thôi, tôi nói là ngay từ đầu ok em vui là được rồi. Hai vót, hai vót quay gì? Lại niềm vinh hạnh. Niềm vinh hạnh khi quay lại không có buồn. Thì nói chung là em rất là vui và vinh hạnh khi được ở với đội chị. Cảm ơn em. Rồi, chị Nguyễn Châu thì sao? Lần đầu tiên đến với chương trình đúng không? Dạ. Thật sự là hôm nay em nói là em thấy em rất là vui. Tuyệt vời. Phát biểu người thắng cuộc, phát biểu cái gì cũng hay hết. Thật sự là thật như vậy. Thật sự xong, chưa là xong. Nói câu nào vỗ tay câu đó. Chị Khánh Như tiếp tục sao? Ngoài cái vui. Thì thật sự đó là em thấy cũng tự hào nữa. Tuyệt vời. Và em thấy rằng là cũng lần đầu tiên mình đến với đối thủ bí ẩn mà mình có một cái cơ hội rất là may mắn là mình cũng được thắng. Giải thưởng cao. Dạ, đó. Giải thưởng cao. Thế mà mình đi chơi mà hai lần rồi mà một chơi hai lần mà mình cũng thua thì thật sự là em nghĩ là cũng nên xem lại với cái quê dạ. Quê hả? Nói chung là em rất là vui, cảm ơn mọi người. Yeah.